Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đi giải một chương trình tìm A nha các bạn. Tìm A. Biết rằng 3 mũ A trừ 2 mũ A là bằng 65. Như vậy A này sẽ bằng bao nhiêu? À, như vậy ta có 3 mũ A trừ 2 mũ A bằng 65, tương đương 3 mũ A trên 2 mũ 2 trừ 2 mũ A trên 2 mũ 2 bằng 65. Đây là A trừ B nhân A cộng B là bằng A mũ 2 trừ B mũ 2. Vậy đây sẽ là 3 mũ A cộng 2 là 3 mũ A trên 2 trừ 3 mũ A trên 2 cộng 2 bằng 65. Ta đặt 3 mũ A trên 2 bằng U, 2 mũ A trên 2 bằng V. Vậy ta được U trừ V nhân U cộng V bằng 65. Đây là U lớn hơn 0 nha các bạn. V lớn hơn 0. Vì U lớn hơn 0, V lớn hơn 0 nên U cộng V lớn hơn U trừ V. U trừ V nhân U cộng V bằng 65 sẽ bằng 5 nhân cho 13. Vì U nhỏ hơn V nên U trừ V sẽ bằng 5. U cộng V sẽ bằng 13. Đến đây ta lấy V cộng V các bạn. U cộng U là ra 2U. Trừ V cộng V hết bằng 18. Thì U bằng 9. V sẽ bằng 13 trừ U sẽ bằng 13 trừ 9 bằng 4. Mà U của mình thì bằng 3 mũ A trên 2. Là bằng 9 3 mũ 2. Bằng 2. À, sẽ bằng 4. V thì bằng 4
suy ra 2 mũ A trên 2 bằng 4 bằng 2 mũ 2. Suy ra A trên 2 sẽ bằng 2. Và suy ra A sẽ bằng 4. Bây giờ kiểm tra lại các bạn. Kiểm tra lại. Ba mũ bốn trừ hai mũ bốn bằng 65. Tám mốt. 11 trừ 6 bằng 5 nhớ 1. Vậy A là bằng 4. Như vậy A đây sẽ bằng 8. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt các bạn.